sáng hôm nay trên quê hương tôi, quê hương xinh xinh, quê hương hữu tình, quê hương xinh xinh, quê hương hòa bình. Đường nở hoa trắng xanh vàng tím, đẹp làm sao bướm bay chập chờn, đàn chim non véo von ngọn tre, khăn màu son áo màu vàng. Ơi bà con đến xem mùa cưới, chân hai cong tay rượu hồng, lâu thật lâu mới thấy được một ngày vui. Ô ô sáng hôm nay quê tôi xa xem, cô sâu con y chang mỹ miều, cô sâu non sung nhan mặn mà. Chả nhà ai có ông dễ quý, chả nhà ai có cô dâu hiền. Ồ ngô thấy có con đơn quay, xôi đầy mâm câu đầy buồn, đây nguồn vui hiếm hoi ngày cưới. Trông thật hay trông buồn cười, ra mà xem mới thấy được cả niềm vui. Anh ơi người tình tôi ơi, anh ơi xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi người tình tôi ơi, em ơi chuyện chúng mình đã tính sao chưa. Anh ơi người tình tôi ơi, anh ơi xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi người tình tôi ơi, em ơi chuyện chúng mình cũng tính đi thôi. Con y chang mỹ miều, cô sâu non sung nhan mặn mà. Chả nhà ai có ông dễ quý, chả nhà ai có cô dâu hiền. Ồ ngô thấy có con lớn quay, xôi đầy mâm câu đầy buồn, đây nguồn vui hiếm hoi ngày cưới. Trông thật hay trông buồn cười, ra mà xem mới thấy được cả niềm vui. Anh ơi người tình tôi ơi, anh ơi xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi người tình tôi ơi, em ơi chuyện chúng mình đã tính sao chưa. Anh ơi người tình tôi ơi, anh ơi xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi người tình tôi ơi, em ơi chuyện chúng mình cũng tính đi thôi. Em ơi người tình tôi ơi, em ơi chuyện chúng mình cũng tính đi thôi. Đêm vui.
Được đông hơn, vui hơn, trang trọng hơn và đầm ấm hơn. Và không thể để quý vị chờ lâu hơn nữa, cho phép những người thực hiện chương trình chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến toàn thể các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác nội ngoại, thân kính cách gần xa. Lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành, lời kính chào thân thương, trân trọng và yêu quý nhất. Chúc cho và xin toàn thể quý vị vô trường hãy dành một trong tay thật nồng nhiệt để xin phép được chính thức bắt đầu. Các bạn ơi, đi sát sát vào cho anh nhỉ. Rồi này sau này 1, 2, 3, 2, 3, ok. Các cô dì, chú bác nội ngoại, tân quý khách gần xa, thân thương, trân trọng và kính mến, kính thưa toàn thể quý vị, còn gì đẹp trên đời hơn thế? Người với người sống để yêu nhau, yêu nhau là phải xin phép cưới nhau để sao cho tình nghĩa trước sau mặn mà, rồi đẹp lòng cô bác mẹ cha, dâu hiền dề thảo mới là đạo con, anh còn son, em cũng còn son, ước gì ta được làm con một nhà, cùng nhau chung một mẹ cha, cùng nhau chung một mái nhà ấm êm. Và hiện diện trên trung tâm sân khấu lúc này là đôi tân lang và tân gia nhân, cô dâu Thanh Tâm, chú rể Đình Phú, cùng với hai vị trưởng đoàn đáng kính thân thương của hai bên gia đình chúng ta. Hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để được chào đón và trân trọng được cảm ơn. Và để mở đầu chương trình ngày hôm nay, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời ông Đặng Trọng Tâm, đại diện trưởng đoàn của họ nhà trai, sẽ có lời phát biểu giới thiệu thành phần cũng như chính thức thưa chuyện với gia đình ông bà Lộc Cúc và họ nhà gái chúng ta hôm nay. Xin được trân trọng và kính mời. Kính thưa các cụ ông cụ bà cùng toàn thể gia đình bên nhà gái, đoàn đại biểu nhà trai hôm nay chúng tôi đã đúng chương trình thì là hôm nay đến tiến hành thực hiện cái lễ hỏi và lễ đưa dâu lần đầu đối với cuộc hôn nhân của cháu Đặng Đình Phú và cháu Thanh Tâm. Hôm nay đến đoàn của chúng tôi gồm có các vị như sau: ông Đàm Dư Bảy là bí thư chi bộ trưởng khu của khu Tân Sơn chúng tôi, và bà Trần Thị Thái là bà trẻ, và ông Tạ Văn Hà là ông trẻ, cùng toàn thể các bác, các khóa, các cô dì, chú bác, anh em nội ngoại và bạn bè gần xa của ông Quyền và Phượng cùng với lại cháu Phú có mặt hôm nay. Lời đầu tiên tôi xin thay mặt nhà trai chúc nhà gái và toàn thể hai bên gia đình, qua về bốn bên của gia đình nhà gái và nhà trai mạnh khỏe, vui vẻ và có nhiều niềm vui.
trong cuộc sống. Hôm nay đoàn chúng tôi mang theo lễ hỏi và lễ dẫn cưới, thì sau đây xin mời ông trưởng đoàn nghèo đại. Dạ vâng, xin được trân trọng cảm ơn lời phát biểu rất thành tình của ông Đặng Trọng Tâm, trưởng đoàn đại diện của Hội Nhà Trai. Kính thưa trên các cụ, các ông, các bà, các cô dì, chú bác nội ngoại, tân quý, trước đặc biệt những mâm sính lễ đủ đầy để xin phép được trình với gia tiên. Xin cho hai cháu được nên duyên vợ chồng, nụ hoa nhờ có cây trồng để ơn tiên tổ đẹp lòng mẹ cha. Và nối tiếp chương trình ngày hôm nay, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và đón kính mời ông Cao Thế Bảo, đại diện trưởng đoàn toàn quyền họ nhà gái, cũng có lời phát biểu giới thiệu thành phần và chuẩn bị nhận những mâm sính lễ đủ đầy trong buổi lễ ngày hôm nay. Trân trọng kính mời ông. Kính thưa các cụ ông, kính thưa các cụ bà, kính thưa các ông, các bà, các bác, cô dì cùng đại biểu quý khách gần xa, hai cháu Tâm và Phú gặp gỡ nhau, tìm hiểu, yêu thương và quyết định đi đến hôn nhân của gia đình. Hôm nay được ngày Thanh Long Hoàng Đạo, hai cháu tổ chức lễ đính hôn. Ông trưởng đoàn đại diện nhà trai đã có lời phát biểu, tôi đại diện nhà gái xin được kính chúc sức khỏe các cụ, các ông, các bà, toàn thể các vị quý khách gần xa, lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Sau đây tôi xin giới thiệu trong buổi lễ đính hôn trọng thể này, đại diện họ nhà gái gồm có bố mẹ cháu Tâm là ông Lộc, bà Phúc, ông bà nội cháu Tâm cùng với bà ngoại, cùng đông đủ cô dì chú bác, anh em nội ngoại, chi phái nội tộc của họ Cao của cháu Tâm cũng có mặt đông đủ. Xin một lần nữa kính chúc các cụ, các ông, các bà lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc để chúng ta chung tay lo công việc hạnh phúc trăm năm của các cháu được viên mãn. Xin cảm ơn. Kính thưa toàn thể quý vị, tiếng pháo tay hân hoan náo nức xin chúc mừng cho hạnh phúc lứa đôi. Quý vị hôn trường cưới hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt thay cho lời cảm ơn chân thành đến hai vị trưởng đoàn của nhà trai và nhà gái chúng ta hôm nay. Kính thưa trên các cụ, các ông, các bà, thưa đôi bạn trẻ thân mến, đố ai đếm nổi lá rừng, anh xin nguyện gió gió đừng rung cây, chừng nào trái đất ngừng quay, con tim anh đê mê đắm say yêu nàng, để anh về anh lấy buồng cau mang sang tên với dàn trầu nhà em. Sẽ ban tổ chức chúng con xin được trân trọng kính mời hai vị trưởng đoàn sẽ cùng chuẩn bị trao nhận lễ ăn hỏi của hai nhà hôm nay, và cũng xin được trân trọng kính mời song thân của chú rể và cô dâu sẽ cùng bước lên trung tâm sân khấu. Dạ vâng, xin được trân trọng kính mời ông Đặng Đình Quyền, bà Tạ Thị Kim Phượng. Trân trọng kính mời ông Cao Tiến Lộc, bà Phạm Thị Cúc. Xin được trân trọng kính mời. Đông thầy ơi! Với bố mẹ hai bên gia đình sẽ cùng trao và nhận lễ ăn hỏi của hai nhà hôm nay. Này ngựa ô kiêu vàng anh khóc xôn xao câu hò.
chập trùng đưa nàng về dinh sau xuyến lý chung tình. Quan hồ người ơi thân tư mà chim sâu sẽ chi luôn kiếm tiếp thương chàng từ lâu áo bay ai đã qua cầu đôi mình duyên tình đậm sâu. Sẽ có lời phát biểu trân trọng kính mời ông. Cảm ơn. Thay mặt cho nhà trai tôi xin cảm ơn cái sự hợp tác và cái tình cảm mời gia đình nhà gái đã dành cho chúng tôi, và chúc tất cả các quý đại biểu hai họ nhà trai nhà gái chúng ta phát huy cái tinh thần này vui vẻ và mạnh khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống cũng như là trong đám cưới chức theo của hai cháu ngày trong ngày đấy. Xin chân thành cảm ơn tất cả. Dạ bác sĩ được trân trọng cảm ơn. Xin kính thưa toàn thể khung trường, tiếp theo cái chương trình là hôm nay nhà trai chúng tôi đem đến một cái lễ dẫn cưới. Xin mời quý vị đại diện của nhà gái đón nhận là hương của gia tiên.
không phụ lòng. Anh luôn trông mong sẽ có một ngày anh về thăm quê, hội bụi châu cây và hội buông câu, con chim manh manh hót câu tình tư. Một vầng trăng nghiêng lén lén bên em, một dàn đầy hoa thiên lý êm đềm. Sẽ có một ngày không phải chờ lâu ta lại tìm nhau, hương vị đồng quê thơm dịu dàng thay bát ngát vòng tay. Em sẽ là cô dâu ngoại thành, anh rút về quê khắp nội thành. Dâu hiền dì thảo đẹp biết bao, gặp ai cũng mừng gặp ai cũng đẹp biết bao, gặp ai cũng mừng gặp ai cũng trắng chinh, một căn nhà bé xinh xinh, một khu vườn tình. Em là dâu ngày cưới và anh là chú rể, mời em đi theo anh, em đi theo anh, em theo anh về. Em là mây mười hướng, còn anh là trăng là bướm. Anh đi nơi đâu là em ở đó. Nơi nào yên mình tới và nơi nào thơ mộng nhất, anh đưa em đi, anh đưa em đi, anh đưa em về. Chim còn bay về núi thì ta tìm nơi hạnh phúc. Em đi theo anh, em theo anh về làm dâu nhà ai. Bao năm tháng đợi ngày chờ, giây phút hạnh phúc bây giờ là đây. Về mừng buổi lễ vu quy hôm nay, cũng có đông đủ các cụ, các ông, các bà, có quan viên hai bên bốn họ, có cơ quan đoàn thể quây quần tại gia, có thuốc thơm trà ngọt để điểm thêm hoa, chúc mai đây đã một nhà không phai. Vậy thì mừng cho chúc đã gặp mai, mừng cho gái đã cùng trai một nhà, vui lòng mẹ, thỏa ý cha, vui anh vui chị, vui ta vui mình. Và thay mặt cho những người thực hiện tổ chức chương trình, em lời đại gia đình ông bà Lộc Phúc gửi đến toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành và lời kính chào thân thương, trân trọng và yêu quý nhất. Chúc cho chú rể, đình phú, cô dâu thành đầu nghĩa phu thê. Và xin quý vị hãy dành một tràng tay thật nồng nhiệt để chương trình buổi lễ vu quy đôi bạn trẻ Thanh Tâm Đình Phú xin phép được bắt đầu. Thưa trên các cụ, các ông, các bà, quý vị trong buổi lễ vu quy ngày hôm nay. Kính thưa trên các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác nội ngoại, tân quý khách gần xa kính mến. Ông cha ta để lại câu rằng, lên non mới biết non cao, làm con phải biết công lao sinh thành. Lênh đênh một chiếc thuyền tình, 12 bến nước con gửi mình về đâu. Qua bến này đục, sông kia sâu, làm thân con gái qua cầu nghĩ suy. Cầu bắc để người đi qua, ai đi cầu bắc để mà lội sông. Bây giờ tâm đã lớn khôn, phú ăn quả chín hãy nhớ ơn người chồng. Và để hồi hôn đi vào từng bước, xin kính mời quý vị uống nước
thức xơi chầu, và đây chính là lễ xin dâu để cho hai họ biết nhau nhận người. Mở đầu chương trình ngày hôm nay, ban tổ chức xin được trân trọng, vui mừng và kính giới thiệu một vị đại diện trưởng đoàn toàn quyền phái đoàn họ nhà trai sẽ có lời phát biểu có lễ xin dâu. Xin quý vị dành một tràng tay thật nồng nhiệt để cùng chào đón. Kính thưa các cụ ông, cụ bà, anh em nội ngoại, hai gia đình cùng bạn bè thân thiết của hai cháu, lời đầu tiên cho phép tôi đại diện cho họ nhà trai kính chúc sức khỏe và lời chúc tốt đẹp nhất tới các cụ ông, cụ bà, anh chị em của hai gia đình, bạn bè thân thiếu của hai cháu có mặt đông đủ tại đây để chúc mừng hạnh phúc cho hai cháu trong ngày vui ngày hôm nay. Tôi xin được giới thiệu, tôi là Bạn Tâm, là bác của cháu Phú, được sự chấp thuận của gia đình hai bên. Hôm nay gia đình chúng tôi xin phép thay mặt họ nhà trai xin có cây trầu kính dâng gia tiên bên đằng nhà gái và xin phép được đón cháu Thanh Tâm về làm dâu trong gia đình ông bà Phượng Quyền và về làm dâu họ Đặng nhà chúng tôi. Kính mong ông bà nhận cây trầu xin dâu của họ nhà trai chúng tôi. Dạ vâng, xin được trân trọng cảm ơn lời phát biểu rất thành tình của vị đại diện trưởng đoàn của họ nhà trai. Kính thưa trên các cụ, các ông, các bà, các cô dì, chú bác nội ngoại, thân quý khách gần xa kính mến, đoàn đại biểu nhà trai chúng tôi hôm nay có mặt nơi đây trước là biện lễ một cây trầu để xin phép được trình với gia tiên, xin cho hai cháu được nên duyên vợ chồng. Nụ hoa nhờ có cây trầu để ơn tiên tổ đẹp lòng mẹ cha, với một ý nghĩa nói lên rằng hôm nay chính là ngày lành tháng tốt để cho đôi bạn trẻ đã nên duyên vợ chồng hôm nay làm lễ tơ hồng, chúc cho long phụng quảng minh đời đời. Dù cho vận đổi sao rời thì tình chồng nghĩa vợ đời đời không đổi thay. Và nối tiếp chương trình ngày hôm nay, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời một vị đại diện trưởng đoàn của họ nhà gái sẽ có lời phát biểu và cùng chuẩn bị nhận lễ xin dâu. Kính thưa các cô, các ông, các bà, các cô dì, chú bác, anh em nội ngoại gần xa, cháu Phú và cháu Tâm yêu thương nhau đi đến hôn nhân và gia đình, các thủ tục nghi lễ đã được tiến hành trọn vẹn. Hôm nay được ngày đẹp, giờ tốt, gia đình đại diện họ nhà trai đã có lời phát biểu xin dâu. Tôi thay mặt cho nhà gái xin chấp nhận cây trầu xin dâu. Xin cảm ơn. Kính thưa quý vị, tiếng pháo tay hân hoan náo nức xin chúc mừng cho hạnh phúc lứa đôi. Vỗ tay thay pháo bình đà vang lên một tiếng nữa để hai nhà mình mừng vui à. Sau đây xin được mời nhà trai của chúng ta sẽ bước lên sân khấu. Dạ vâng, xin tất cả quý vị hãy dành một tràng tay thật to, thật lớn, thật dài, thật nồng nhiệt lên được không ạ? Dạ vâng, xin được chân sẽ cùng trở về vị trí trang trọng. Gần xa kính mến, tình cha bao la như núi cao ngang trời, tình mẹ rộng lớn như biển cả mênh mông, thương cha xuôi ngược giữa dòng, yêu mẹ tất tả đã gánh gồng nuôi con. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công cha như núi ngất trời, nghĩa mẹ chính nước ngời ngời biển đông. Thế là thuyền đã sang sông, thôi mau lại cập bến để vui lòng mẹ cha. Cây có gốc mấy nảy cành xanh lá, nước có nguồn mấy biển cả sông sâu. Con người ta sinh trưởng bởi đâu, gốc là tiên tổ ơn sâu rõ ràng. Sau đây xin được trân trọng kính mời chú rể Đình Phú sẽ vào đón cô dâu Thanh Tâm và theo sự hướng dẫn của gia đình để làm lễ bái gia tiên, kính lễ tổ đường. Trân trọng và kính mời. Em theo anh về cùng đi trên khắp quê hương, xem quê ta nằm mộng mơ trong nắng trong sương. Về đây để thấy quê hương mình đang rộng lớn thanh thang, dọc ngang một cõi mênh mông cùng trên môi làng. Thương cho con tàu cùng chúng như kiếm săn ga, sinh ra trong đời làm thân đưa khách đi xa. Tàu đi tàu bỏ sân ga, tàu đi tàu đến quê ta, tàu đi tàu đến
mà đôi chúng ta xây dựng nơi này. Ta có bàn tay một tình yêu này, một đời xung vầy thì đâu khó chi lập biên và có bàn tay một tình yêu này, một đời xung vầy thì đâu khó chi lập biên và bao giờ quê hương bỏ người. Một
ôi cây cần gió cua mần gió lùa hàng cây gió lao sao tình đẹp quê thổi cây cần gió cua mần gió lùa hàng cây gió lao sao tình đẹp quê đông vui áo hoa màu vàng xanh đôi mươi tung tăng đưa người thương mến xa lạ qua bên tình yêu trao gửi thân người người cùng ra xem cô sâu nè nói cô đẹp hiền ngoan xinh xinh nhưng vui hơn là anh dễ quên.